Đạo Phật. Con chào sư cô. Qua wow, sư cô đến xem xây mộ của cậu Năm Vũ Linh mọi người ơi. Quá wow, quá quý rồi cô chú anh chị ơi, tuyệt vời, tuyệt vời. Quá quý rồi. Sư cô tới tận ngay mộ của cậu luôn. Quá tuyệt vời. Quá wow, sư cô chống gậy. Dạ ngôi mộ nằm đây nè sư cô. Nam mô A Di Đà Phật. Cho sư cô nó mát đi à. Anh em ơi. Dạ có. Người thân anh cho người thân anh ơi, cho người thân. Dạ. Dạ sư cô vô mát cái này là con mời cho sư cô. Dạ Nam mô Phật. Để ngoài nắng. À giới thiệu với sư cô đây là con của cậu Năm Vũ Linh ở phía trong. Dạ. Dạ Nam mô Phật quá tuyệt vời. Long ơi, Long ơi, có người kiếm Long ơi. Tôi muốn gặp chị Long ha. Dạ. Đây sư cô lặn lội đường xa 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 xôi đến viếng cậu Năm. Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Nhân viên Bát Nhã hả sư cô? Cô đến từ nhân viên Bát Nhã. Nhân viên Bát Nhã. Thôi để cô nói chuyện với Bát Linh một cái. Dạ. Quá quá tuyệt vời. Đây là sư cô, con đó là con của cậu Năm Vũ Linh đó cô. Thôi tụi con ra đi, cô nói chuyện với Bắc Linh. Dạ, dạ, mình cũng tránh ra để cho cô nói chuyện với lại cậu Năm cũng như là không, chị không lo. Tôi đã viết tất cả bao nhiêu bài viết là mấy năm trước và cả bây giờ bác chưa bao giờ đọc, nhưng mà tôi đến đây là phương bác vì bác có thiền chuyên với nhà chùa trong thiền chuyên kiếp này bác không đối diện với tôi là tại vì tôi có số nhà chùa. Tôi biết bác không thể nào nhìn xa cái kiếp trước. Dạ, đây thì tôi mà thôi, tôi tới đây. Đang cày ha, đang cày ở phía đốt á. Đó. Cho đốt cũng giống. Dạ dạ. Đốt tới mà một bên là 6 cây á, tôi nha. 6 cây nữa. Wow. Chỗ này là giữ xác chứ không giữ linh hồn. Chỗ này là giữ xác, cô bác không thể giữ linh hồn. Bác nghe rõ chưa? Chỗ này là giữ xác của bác chứ không thể giữ linh hồn. Bác có hiểu chưa? Bác có duyên với số nhà chùa trong phiền chi tiết. Hôm nay tôi đến với bác. Đó, rất là xúc động cái này. Mong sao bác tái sanh đi về thế giới an lạc. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Tiểu tăng có số nhà chùa. Chỗ này không phải là mất giữ linh hồn đâu nhé. Sư cô làm các con không có được ồn ào. Dạ dạ. Còn sư cô làm những cái điều rất là bí ẩn à, mọi người ơi. Không biết là sư cô là như thế nào. Bia, đi bốn góc bìa mà sư cô đập gậy, cô nói là không giữ luôn. Không có, tụi con không có được quyền. Khi cô nói cái điều gì ha, hồi nãy cô nói vậy là tụi con hiểu rồi đó. Cô đã viết những cái bài nói về Bác Vũ Linh này, rất là nhiều bài. Nhưng mà Bác Vũ Linh này chưa có hề đọc. Tất cả bao nhiêu người cũng chưa bao giờ đọc. Cho nên là đừng có theo con nhé. Dạ. Ai ghi đạo Phật. Mẹ em tắt. Cô nói gì là tắt em. Sống tốt được tốt. Có hiểu không? Sống tốt được tốt. Không vì quyền lợi cá nhân nào để mình tìm cái đồng tiền nào đó. Không nên. A Di Đà Phật. Tạo phúc được phúc. Tạo điều không tốt thì được không tốt. Có hiểu không? A Di Đà Phật. Đi đi con bé đâu rồi? Dạ. Gặp chuyên con. Không thể cái lời này không thể cho anh. Rồi vậy thôi nha. Sư cô nói vậy thôi. Rồi, để sư cô nói chuyện riêng với chị Hồng Loan đi mọi người ơi. Đúng rồi. Thì sư cô lại sư cô cũng phán gì đó trên mộ, hơn chừng cô không hiểu là sư cô phán cái gì rồi đập gậy trên mộ, rồi sư hơn chừng cô không hiểu nữa. Là không có giống như là làm phép hay là làm gì phép gì đó, là như là không có cho cái linh hồn ai lại được chỗ cái gần cái xác cậu.
Có nghĩa không phải sư cô nói là ở đây chỉ giữ cái xác không giữ linh hồn đó, nói vậy đó thì cô không hiểu là như thế là như thế nào. Anh thử có biết cái đó là sao không? Không hiểu luôn. Thì lát hồi sau khi nói chuyện với Hồng Phượng xong mình sẽ hỏi sư cô từ đâu đến á mọi người ơi. Thì cũng rất là bí ẩn mà kỳ lạ luôn, thật sự mà nó không hiểu luôn. Dạ đúng rồi, không có giọng giọng. Không 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 hiểu được. Mà lấy cây giọng bốn góc con mát kìa. Không hiểu luôn ta. Mà không hiểu sao thì sao. Wow, bí ẩn, thật sự nói luôn. Thì sư cô cũng đang ngồi với chị Loan ở trúc bên kia mọi người để coi thử rồi sau khi nói chuyện rồi coi thử tình hình nó như thế nào. Thật sự nói không biết luôn, không hiểu sư cô từ đâu lại luôn. Nó giống như là giữ cái xác không, chỉ là không cho cái hồn lên về đây luôn đó. Ý này, đúng rồi. Có nghĩa là phong ấn là sư cô phán rằng là ở đây chỉ giữ xác không giữ linh hồn đó. Bà nói như phong ấn vậy á. Không hiểu điều kỳ lạ, không biết là cái điều này thì tốt hay là điều không tốt, điềm lành hay là điềm không lành thì mình không rõ, nhưng mà mình thấy rất là đi bốn vào đi vòng vòng ở ngay chỗ cái mộ của cậu đó là bốn góc đều vọng một vòng lần 3 là cái. Vòng ba cái. Wow, lấy bốn cái gậy vòng ba cái và chút câu hỏi cô vòng đó là dạ. Nghĩ sao dạ hy vọng đó giờ thôi thấy trường hợp này không trời dạ. Đúng rồi. Dạ. Là những người thân trong gia đình của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh rất là lo lắng thật sự là lo lắng cho những điều mà kỳ lạ của sư cô. Thì cũng lo lắng sao không lo lắng, rồi sao thấy mới lần đầu tiên cũng đâu thấy làm cái lễ giống vậy đó rồi. Mình sẽ không biết sư cô ở đâu, mình không biết. Sư cô là đến từ thành phố. Đi với bà để rồi đi với ai chị? Sao mà đi với ai? Đi một mình. Chùa nào ở thành phố? Đang rất là lo lắng đến con gái rồi. Tu từ hạ sư đó là tu từ lúc 10 tuổi hả? Nhưng mà sư là ở hiện tại này đang ở tỉnh nào? Sư ở Sài Gòn hả? Tu từ lúc 10 tuổi, sư lại sư ứng thì cũng không biết như thế nào. Anh thử anh cũng lại anh hỏi sư cô chú anh chị ơi. Thì ở gần đây quay lại thôi chứ không có thể quay xa lại gần được. Thì cũng không biết là sư cô làm ứng như vậy là kỳ lạ quá. Sư phụ cũng quen. Rồi đây. Dạ hả, sư phụ quen hả? Ừ, hỏi chị đi phút kìa, Tao đâu, bữa trước nó đứng kìa, nó có quay sư cô một lần rồi. Đó. Đó, chị đi phút rành lắm, hỏi chị đi phút kìa, lại phóng vấn chị đi phút kìa, chạy kìa. Đừng nói, chạy nó. Để quay cho nó coi thử câu chuyện như thế nào nha bà con. Chứ hỏi tới hỏi lui rồi, không bằng là để chính sư cô nói ra thưa quý vị ơi. Thì hiện tại bây giờ giới thiệu với mọi người chưa cho bữa cơm chiều chứ hả, là đang sắp cơm chay ra cũng là cúng cơm cho cậu nhận nhà mới đó. Trước khi mà cậu lấy cái sổ đỏ ở đây á thì cậu sẽ ăn cơm đây đó cho nó vui. Có sổ đỏ mới được, có sổ đỏ sổ hồng. Hôm nay là để hồi nữa là sẽ có sổ đỏ. Công nhận hôm nay là Duy Minh làm cơm cho cậu. Không biết sao cái làm như là cái lực lúc nào nó căng hay sao á. Sổ đỏ nó lâu. Thì sổ nó lâu rồi, đúng rồi. Làm lâu thành ra nhà cũng chậm cất. Thì bây giờ nè, cơm chay thì dọn ra rồi. Giới thiệu với cô chú anh chị rất là nhiều món luôn ha. Ân chừng đếm cho mọi người xem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thì 10 món với lại bên kia 3 món nữa cô chú anh chị ơi. Là thành 13 món. Thì ở trong đây đặc biệt là có khổ qua dùng thịt. Và cái món này thì cũng rất là đặc biệt nè. Cái món này ăn chay ngon lắm nè. Món này, món gì đây? Chuối. Mít mà mít xào, mít luộc ăn ngon lắm nha. Mít. Cái này anh thấy là giống cái gì biết không? Mãng cầu. Mãng cầu hả? Mãng cầu. Ủa sao mãng cầu lạ vậy? Đây là mít ham. Đây là mít ham. Mít ham hả? Sao giống mãng cầu vậy? Món này là món mít với sa kê nha. Mít ham mà còn gọi là xương ham á cô chú anh chị ơi. Xin giới thiệu mọi người nha. Đây là mít ham. Đúng rồi đó. Còn đây là chả giò. Còn đây là làm kiểu giống như cua nè. Thấy có hai càng không? Nhưng mà đồ chay hết nha mọi người. Đậu hũ. Chảy xào. Rất là nhiều cái món ăn. Đó. Hồi nãy sư cô lại bí ẩn quá. Bí ẩn quá. Không biết nói chuyện gì với gia đình này của chúng ta. Cho ăn nát hủi chừng hầu đi. Anh em mình sẽ đi lại đặt một tiêu quá xíu. Quá bí ẩn rồi cô. Những điều này là cực kỳ bí ẩn. Bà không phải lo lắng.
Đó, sư cô cũng vậy, đang giải thích cho anh Sử biết là tại sao. Bốn góc luôn, bốn góc. Bây giờ hiện tại thì anh Sử với cô nói là nói chuyện riêng, đang nói chuyện cái là không biết là sao đây. Giờ không biết sao nên là đang phân trần này nọ, không biết sao nè, không. Đang phân trần là không biết cái chuyện đó là tốt hay xấu đó mày. Đúng rồi, thấy là cái điềm đó là như thế nào, sao quá kỳ lạ đi. Đúng rồi, thấy anh Sử nói chuyện đây này lớn tiếng không? Đi bộ từ ngoài vô. Không biết chuyện gì luôn. Đúng rồi. 40 năm lần không mà anh sợ là taxi cô đi taxi á, không thấy taxi đâu, đi bộ nhưng mà taxi bỏ ngoài đường. Thấy chị Loan quá độ cũng căng thẳng này nọ ha, thấy cũng chị Loan cũng căng thẳng à, anh Sử cũng căng thẳng à, đang rất là căng thẳng ha. Đó, taxi cô đứng lên giải thích gì đó. Đó anh Sử rất là bắt đầu Sử bức xúc rồi, cao là căng. Có những cái hành động lạ quá, đâm ra bây giờ người nhà lo lắng không? Đó, bây giờ chị Loan và anh Sử rất là lo lắng trong những vấn đề của chị Loan. Anh Sử rất là lo lắng luôn. Không biết là chuyện gì thế thôi. Được. Lo lắng những điều. Rồi, cô cũng hỏi tới đây lại đó cầu nguyện nữa coi. Bây giờ hỏi của chùa cô biết tu đâu rồi, cô không biết gì chơi đó, cô trên trời cũng làm cho nào cô làm đâu có điện, tôi không có quyền đó. Sợ bức xúc không? Tại cái những cái lạ quá, lạ quá mà không những cái gì lễ gì thức mà không có hỏi cô ba ý kiến của con cô ấy lâu nữa. Mà đi dọn đầu đầu mã bố mỗi chỗ ba cái gì tôi làm thì sao có được? Mà chùa tôi hỏi chung tôi đâu không biết ông đâu chứ. Ai chưa được Phật sử? Không biết đâu chứ giờ bên đó ở đâu cái phường gì đó. Con là con căng trọng để con ngoài nãy giờ đó. Nãy cái cuộc trò chuyện nó như thế nào? Cái cô ở đâu ra? Biết đâu thôi, mà vô là có làm gì mà hỏi tôi đâu, cũng biết tôi đâu chứ làm gì kỳ vậy? Không nói đi giờ gì đâu. Tôi mà không nói luôn. Làm cho anh Sử rất là bức xúc đó nè. Nãy thấy sư cô đi vòng vòng ngôi mộ mà thấy giọng mấy dậy ngôi mộ. Đúng đúng luôn. Dạ, nãy trò chuyện như thế nào anh Sử kể lại cho mọi người nghe được biết không anh Sử?